Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây thủ đô Hà Nội, tại địa chỉ số 21, ngõ 124, phố Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vị trí cách sân vận động Mỹ Đình 3,5 km, cách tòa nhà Crown Plaza Complex chưa đầy 3 km. Khu nhà ở nằm trên trục chính phố Trần Hữu Dực, kéo về phía Tây 2 km, vị trí kết nối linh hoạt với hệ thống đường giao thông như đường 32 đi các tỉnh phía Bắc, tuyến đường sắt đô thị Nhổn ra Hà Nội, cụm công nghiệp Cầu Diễn, nhà máy bia Sài Gòn Hà Nội, trường Đại học Công nghệ Đông Á. Điểm nổi bật nhất của khu nhà ở là khoảng cách 2 km là khu đô thị Mỹ Đình 1 và khu đô thị Mỹ Đình 2 với các trường học như trường Lê Quý Đôn, trường Đoàn Thị Điểm, trường Omonosop, trường Quốc tế Việt Úc Hà Nội. Quy mô dự án với tổng diện tích đất 317m² chia ra 7 ô liền kề với các diện tích như 42m² đến 49,2m², 30,4m², 42,4m² và 46,3m² và được xây thô 4 tầng. Diện tích xây dựng và sử dụng từ 140m² đến 200m², chủ đầu tư sẽ bàn giao phần xây thô 4 tầng và sổ đỏ trao tay với khách hàng. Khu nhà ở đã được khởi công từ đầu tháng 9 và dự kiến đến tháng 12 năm 2016 sẽ xây dựng xong phần thô. Với diện tích 317m² được chia ra làm 7 căn nhà liền kề. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thiện xong phần móng và đang triển khai trồng cột và trồng tầng. Khu nhà sẽ được hoàn thiện xong phần xây thô 4 tầng và bàn giao cho khách hàng trước Tết âm lịch của năm 2016.